Thưa quý vị, vào khoảng thời gian này thì nhạc sĩ Phạm Đình Chương còn sáng tác thêm một tình khúc thật là buồn, đó là nhạc phẩm Đêm Cuối Cùng. Tuy nhiên sau đó, có lẽ vì muốn giấu kín niềm riêng của mình, cho nên là ông đã dùng những bài thơ của các tác giả khác để che đi mối tình sầu của một người đàn ông đầy nghị lực, một chàng công tử Hà Nội ngày nào. Và cũng chính vì thế mà đa số những sáng tác trong thời gian này đều là những ca khúc phổ thơ của các thi sĩ thân hữu như là Thanh Tâm Tuyền, Du Tử Lê hoặc Trần Dạ Từ, Nguyên Sa hay là Kim Tuấn vân vân. Và nhắc về những ca khúc phổ thơ thì tôi muốn đố cô là cái bài Mộng Giữa Hoa đó là tác giả viết cho một người con gái Việt Nam hay là một cô đầm mà người Mỹ hay là người Pháp? Sao anh lại nói vậy? Chắc chắn là phải sáng tác cho cô gái Việt Nam rồi. Tôi thì tôi lại nghĩ khác. Thưa quý vị, nếu mà để ý thấy rằng là nếu mà là người Việt Nam tại sao ông ấy trong đó cái câu là mắt có người thiếu nữ đẹp như trăng phải không ạ? Mắt xanh là bóng dừa hoang dại. Cô gái Việt Nam là gì có mắt xanh phải không quý vị? Đúng không ạ? Vâng, đã thế lại còn âu yếm nhìn tôi không nói năng, tức là không biết nói tiếng Việt. Vâng. Chú kia chú nói chắc còn lai. Không, con lai nói tiếng Việt rành lắm. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là cả hai thi sĩ Đinh Hùng cũng như là nhạc sĩ Phạm Đình Chương không còn nữa bên cạnh chúng ta, cho nên là chúng ta sẽ không có thể hỏi được những cái câu hỏi này. Cho nên là thôi thì để tiếp tục chương trình, sau đây kính mời quý vị thưởng thức hai tình khúc nữa của ông, bản Đêm Cuối Cùng với tiếng hát Diễm Ngân. Và tiếp theo đó là ca khúc phổ thơ của thi sĩ Trần Dạ Từ, bản Người Đi Qua Đời Tôi, qua phần trình bày của nam ca sĩ Duy Thành. Anh muốn nói gì với em nữa không? Anh không muốn mình chia tay. Nhưng em muốn. Tại sao? Rồi anh sẽ hiểu. Em muốn đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của hai chúng ta. Đêm nay, đêm cuối cùng gần nhau, lệ buồn dâng dâng, lời hát thương đau, nhịp bước bâng khuâng ngoài phố lạnh, giọt sầu rơi rớt hồn phiêu linh, nắm tay không rời, cô hé run run gian cách trời.
nỗi nhớ nhung xưa vẹn tuyền sẽ cho ta ngày về thăm. Đêm cuối cùng gần nhau, sợ rằng một ngày mai giấc mộng không thành, sợ rằng một ngày mai giấc mộng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.